Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai. Thủ tướng Chính phủ làm việc với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc. Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 12, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai, mùng 8 tháng 12 năm 1961, mùng 8 tháng 12 năm 2021 và khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cùng với việc phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, thấm nhuần sâu sắc quan điểm văn hóa soi đường cho quốc dân đi của Đảng ta, tỉnh Nghệ An cần quan tâm phát huy truyền thống, thế mạnh của văn hóa và con người xứ Nghệ, đặc biệt chú trọng bảo vệ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những địa chỉ đỏ nhằm giữ gìn phát huy những di sản Hồ Chí Minh trên chính quê hương của người, để giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, nhất là các thế hệ con cháu hiện nay và mai sau. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó, Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 58 Quốc khánh nước Cộng hòa Kenya 12 tháng 12 năm 1963, 12 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hòa Kenya Uhuru Kenyatta. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Kenya Rachel Omamo. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về trận bão lốc tràn qua một loạt các bang ở miền Trung nước này, đặc biệt là bang Kentucky, gây thiệt hại rất lớn và khiến hơn 100 người thiệt mạng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng gửi lời cảm ơn tới phía Hoa Kỳ cho đến nay đã hỗ trợ Việt Nam hơn 24 triệu liều vaccine thông qua chương trình COVAX trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam để nghe báo cáo một số đề án chương trình phát triển văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập nước và 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng tham dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo một số ban bộ ngành cơ quan trung ương. Thay mặt cho hơn 40.000 văn nghệ sĩ cả nước, lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã báo cáo đề xuất về chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn học nghệ thuật giai đoạn mới, tiến tới kỷ niệm 90 năm thành lập nước, 100 năm thành lập Đảng. Chương trình đầu tư chiều sâu cho phát triển văn học nghệ thuật chất lượng cao, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập nước và 100 năm thành lập Đảng, giai đoạn 2022-2025 và 2026-2030. Xây dựng ngân hàng dữ liệu số về tác giả, tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam giai đoạn 2022-2030. Chương trình xây dựng không gian sáng tạo và chuyển đổi số về tác phẩm nhiếp ảnh Việt Nam. Các đại biểu cho rằng, những chia sẻ của Thủ tướng thể hiện sự thấu hiểu những vấn đề cơ bản nhất của văn học nghệ thuật và tình hình phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay. Cùng với đó, các đại biểu cũng đề cập đến định hướng thẩm mỹ, tư tưởng của giới trẻ, đầu tư bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ những người làm văn học nghệ thuật, nhất là thế hệ trẻ, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam ra thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong quá trình phát triển, mặc dù có những thăng trầm, song luôn luôn xuất hiện những tác giả, tác phẩm xuất sắc, góp phần khắc họa giá trị con người Việt Nam, xây dựng bản sắc văn hóa Việt Nam, khơi dậy sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn học nghệ thuật đã truyền tải sâu sắc toàn diện đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là sau 35 năm đổi mới, góp phần làm cho nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, đất nước ngày càng phát triển để có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay. Người đứng đầu chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế bất cập như gần đây, mặc dù có chất liệu phong phú, có không gian cho văn học nghệ thuật sáng tạo phát triển, song chúng ta chưa có những tác phẩm văn học nghệ thuật để đời, đi sâu vào lòng người, xứng tầm với sự nỗ lực cố gắng, thành quả đạt được của đất nước ta, nhân dân ta, sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trên trường quốc tế, giúp bạn bè, đối tác quốc tế, với tình cảm, sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho Việt Nam, ngày càng hiểu hơn về đất nước, con người, nền văn hóa của chúng ta. Kể cả cái việc phòng chống dịch Covid, thì ta cũng chưa thấy có một cái tác phẩm văn học nào khắc họa lên được cái sự khắc nghiệt của nó. Sau 2 năm, một cái kẻ thù mà không biết mặt, tất cả các cái giác quan của con người đều không phát hiện ra được. Chúng ta có mất mát, nhưng mà chúng ta có chiến thắng. Và chúng ta có chiến thắng, hôm nay chúng ta mới ngồi ở đây để chúng ta bàn luận cái việc này. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Liên Hiệp Hội và các hội viên cần phát huy trí tuệ và tinh thần dân chủ để phát triển văn học nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật, văn hóa con người Việt Nam, nhất là nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và các giải pháp nhiệm vụ đột phá được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc vừa qua. Thưa quý vị, đúng 15 giờ 50 phút theo giờ địa phương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới sân bay Incheon, thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Park Byung-suk. Đón đoàn tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, cán bộ Đại sứ quán cùng đại diện các bộ ngành cơ quan thông tấn báo chí. Về phía Hàn Quốc có Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Việt, nghị sĩ Sơ Trừng Súc. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Hàn Quốc sau 2 năm do tác động của đại dịch COVID-19, tiếp tục làm sâu sắc và tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc hướng đến kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2019 đạt 66,6 tỷ đô la Mỹ, con số mục tiêu là 100 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn lũy kế gần 70 tỷ đô la Mỹ và hơn 8.000 dự án ở nhiều địa phương. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất được tổ chức tại khu vực biên giới giữa hai nước, nhiều hoạt động quan trọng đã diễn ra tại huyện Sepol, tỉnh Sạ Vằn Nạ Khệt của Lào. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu và đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Chan Sạ Mòn, Chan Nha Lạt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào dẫn đầu và lãnh đạo một số tỉnh giáp biên giới hai nước. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất mang ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện chủ trương đối ngoại và hội nhập của Đảng và Nhà nước. Các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào hàng năm, ngoài việc tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa quân đội hai nước, còn góp phần không nhỏ làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào. Sau lễ đón chính thức tại đường phân định ranh giới hai nước Việt Nam-Lào thuộc cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đen Sa Văn, hai bộ trưởng đã tham dự sự kiện lễ chào và tô son cột mốc số 6052 bên phía Lào và trồng cây lưu niệm. Hai đoàn đại biểu đã tham dự nhiều sự kiện khác nhau như đến thăm và trao quà cho trường trung học cơ sở Hủy Săn thuộc tỉnh Sa Văn Nạ Khệt, đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lào và Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến tranh chống kẻ thù chung giành độc lập dân tộc. Cũng trong ngày hôm nay, hai đoàn đại biểu tham dự lễ khởi công xây dựng doanh trại đại đội biên phòng 320, quà tặng của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành tặng Bộ Quốc phòng Lào. Hoạt động cuối cùng là việc hai đoàn đại biểu quân đội Việt Nam và Lào thăm bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào Việt. Tại đây, đoàn được nghe thuyết minh về truyền thống hào hùng của Liên minh chiến đấu Lào Việt Nam. Thưa quý vị, trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 12, đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã tham dự hội nghị trực tuyến bất thường cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân do Đảng Cộng sản Hy Lạp và Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ đồng tổ chức.
Hội nghị có chủ đề các diễn biến kinh tế, chính trị và quân sự quốc tế, kinh nghiệm đấu tranh của các đảng cộng sản và công nhân và các dân tộc trên thế giới, đoàn kết với nhân dân Cuba, Palestine và tất cả các dân tộc đấu tranh chống lại các lệnh trừng phạt, âm mưu và sự hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc. Đại diện của 73 đảng cộng sản và công nhân từ 57 quốc gia trên thế giới đã tham dự hội nghị. Đây là lần đầu tiên cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản, công nhân được tổ chức dưới hình thức trực tuyến sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19. Tại hội nghị, đại diện các đảng cộng sản và công nhân đã trao đổi, đánh giá tình hình quốc tế hiện nay, nhất là những diễn biến phức tạp về chính trị, an ninh ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, chia sẻ những kinh nghiệm đấu tranh của mình, của các phong trào quần chúng và nhân dân lao động, nhấn mạnh nhu cầu tăng cường đoàn kết quốc tế trong phong trào cộng sản và công nhân, bày tỏ ủng hộ và đoàn kết với Cuba và Palestine. Phát biểu tại cuộc họp, trưởng đoàn Đảng ta thông báo khái quát các kết quả chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chia sẻ một số thành tựu kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau 35 năm đổi mới, cũng như các định hướng và quan điểm phát triển đất nước trong thời gian tới. Trưởng đoàn Đảng ta khẳng định sự ủng hộ nhất quán cuộc đấu tranh chính nghĩa của các dân tộc trên thế giới, đồng thời kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế giữa các đảng cộng sản, công nhân và giữa các lực lượng dân chủ, yêu trụng hòa bình, tiến bộ trên thế giới. Thưa quý vị, sáng nay tại khu di tích lịch sử nhà ngục Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm cuộc đấu tranh lưu huyết tại nhà ngục Kon Tum. Đây là dịp để đại biểu và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của cuộc đấu tranh gây chấn động toàn cõi Đông Dương này. Cuộc đấu tranh lưu huyết và tuyệt thực của các chiến sĩ cộng sản tại nhà lao Kon Tum đã gây tiếng vang lớn trong dư luận thế giới về quyền tự do công lý và nhân phẩm con người, làm cho nhân dân trong nước và trên thế giới thấy rõ hơn về chính sách cai trị lao tù tàn bạo của Pháp ở Đông Dương. Sức lan tỏa của cuộc đấu tranh đã buộc thực dân Pháp phải thay đổi chế độ cai trị hà khắc, chấp nhận nhượng bộ theo yêu sách của các tù chính trị đưa ra, từ bỏ việc xây dựng đường 14, đặc biệt đến năm 1934, thực dân Pháp phải giải tán bộ máy nhà ngục Kon Tum, bỏ hẳn nhà lao Kon Tum. Lễ kỷ niệm cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và thế hệ trẻ về cuộc đấu tranh lưu huyết tại ngục Kon Tum, với tinh thần quyết tử, chấp nhận hy sinh của các tù chính trị, thể hiện bản lĩnh, ý chí, khát vọng vươn lên đấu tranh, tìm đến chân lý độc lập, tự do cho mọi người, cho dân tộc, cho Tổ quốc. Tiếp theo chương trình, hôm nay Đà Nẵng tiêm vaccine mũi 2 cho học sinh lớp 8, lớp 9. Nhiều phụ huynh học sinh tại Hà Nội vẫn chưa yên tâm cho con đến trường. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức tiêm mũi 2 vaccine Pfizer cho học sinh khối lớp 8, 9 của các trường trên địa bàn và người dân của các địa phương đã tiêm mũi 1 vaccine Pfizer. Trong đợt tiêm mũi 2 vaccine Pfizer cho học sinh khối lớp 8, lớp 9, thành phố Đà Nẵng bố trí 15 điểm tiêm chủng tại các quận, huyện với gần 100 đội tiêm. Học sinh khối lớp 8, lớp 9 của các trường trung học cơ sở sẽ được thông báo thời gian đến điểm tiêm theo kế hoạch cụ thể và có sự hướng dẫn hỗ trợ của giáo viên các trường. Các điểm tiêm chủng cũng được bố trí đầy đủ thiết bị, xe cấp cứu và lực lượng y tế bảo đảm công tác xử lý sau tiêm diễn ra kịp thời, an toàn. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng, trong đợt tiêm vaccine này, các điểm tiêm sẽ tiếp nhận và tiêm cho người dân chưa được tiêm mũi nào, kể cả người ngoại tỉnh đến sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, cũng như tiêm trả mũi 2 vaccine Pfizer cho người dân đã tiêm mũi 1 loại vaccine này. Sau khi tình hình kiểm soát dịch bệnh có những chuyển biến tích cực, từ ngày mai 13 tháng 12, nhiều địa phương trên cả nước sẽ cho học sinh đến lớp trở lại và hướng dẫn tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục sau thời gian tạm nghỉ. Theo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ tổ chức thí điểm cho học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 13 tháng 12 trong 2 tuần. Sau đó căn cứ tình hình thực tế, thành phố xem xét quyết định việc tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã thống nhất cho tất cả trường trung học phổ thông trên địa bàn được tổ chức dạy học trực tiếp bình thường, trở lại kể từ ngày 13 tháng 12. Các trường trung học cơ sở đã tổ chức tiêm xong vaccine mũi 1 cho học sinh từ 12 đến 15 tuổi, đủ thời gian 14 ngày, chuyển sang dạy học trực tiếp.
Còn tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở đến lớp từ ngày 13 tháng 12. Trường tiểu học Đề Thám, trung học cơ sở Hòa Trung và trung học cơ sở Sông Hiến cho học sinh đến trường trở lại từ ngày 20 tháng 12. Nhóm trẻ Hoa Mai, tổ 1, phường Sông Hiến vẫn tạm dừng hoạt động đến khi có thông báo mới. Học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, trẻ mầm non trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trở lại trường từ ngày 13 tháng 12. Huyện thực hiện việc cho học sinh trở lại trường một cách thận trọng, lấy địa bàn cấp xã, thị trấn để đánh giá bảo đảm tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Thưa quý vị, là năm học cuối cấp nên việc được học trực tiếp là điều kiện thuận lợi nhất đối với học sinh. Tuy nhiên, giữa lúc Hà Nội tăng số ca nhiễm COVID-19 cao nhất so với các đợt dịch và học sinh mới chỉ được tiêm một mũi vaccine COVID-19, vì vậy nhiều phụ huynh vẫn quyết định cho con tiếp tục nghỉ học. Trong tuần học đầu tiên, hầu như trường nào cũng thiếu vắng khá nhiều học sinh, thậm chí có trường chỉ có một em đến lớp. Hà Nội đang bùng rất nhiều ca F0 như thế này. Không biết nhà trường có khảo sát ý kiến của phụ huynh về việc đồng ý cho con đi học không nhỉ? Nếu được, hay nhất là cho con học hết học kỳ 1 online, rồi cho các con đi học sau khi dịch đã ổn định hơn và học sinh đã tiêm xong mũi vaccine thứ 2. Chia sẻ này của một phụ huynh trong group cha mẹ lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Việt Đức đã nhận được nhiều lượt đồng ý của các phụ huynh khác. Rất nhiều phụ huynh đã viết đơn cho con nghỉ học. Các cháu được quay trở lại trường là cái sự mong mỏi cũng như là cái nguyện vọng của chúng tôi. Tuy nhiên đây lại là cái thời gian mà dịch bệnh đang rất là căng thẳng. Sau khi cân nhắc thì gia đình chúng tôi cũng đã quyết định là viết đơn cho con tạm thời nghỉ học trong khoảng một tuần nữa để theo dõi diễn biến tình hình dịch xem có thay đổi không. Chúng tôi cũng vắng khoảng 50 học sinh, là vắng như thế là nhiều đấy. Và với chỉ có 50% khối 12 đi học. Nếu các em nghỉ thì cha mẹ các em có giấy phép gửi tới nhà trường. Còn nếu vì những cái trường hợp như các em ở trong cái diện F0 này, F1 hoặc các em ở trong những khu phong tỏa không thể đến trường được thì các em sẽ tham gia vào các lớp học trực tuyến. Một cô, một trò là câu chuyện có thật xảy ra trong buổi học chính khóa tuần vừa rồi của lớp 12 trường Trung học Phổ thông Trần Nhân Tông, Hà Nội. Mặc dù vậy, nhà trường vẫn tổ chức dạy và học bình thường, thực hiện nghiêm túc quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Việc của nhà trường là chúng tôi vẫn cứ mở cửa đón học sinh. Và kể cả là một học sinh đến thì chúng tôi cũng vẫn giảng dạy trực tiếp tại trường. Và hy vọng là trong cái thời gian tới thì với cái sự tuyên truyền của các thầy cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn thì chắc chắn là tôi nghĩ là các con sẽ quay trở lại trường sớm thôi. Phụ huynh cũng khá là băn khoăn trong cái việc cho học sinh trở lại trường. Nhưng mà tuy nhiên thì về phía thành phố cũng đã nghiên cứu, cũng đã trao đổi, tham vấn các chuyên gia về lĩnh vực phòng chống dịch tễ. Nên chính vì vậy thì các nhà trường cũng yên tâm thống nhất với cha mẹ học sinh. Bởi vì cái việc đến trường trong cái thời điểm này có thể nói đây chính là thời điểm vàng để giúp cho các con ôn tập lại kiến thức mà đã học trong thời gian học trực tuyến và đồng thời học kiến thức mới. Không chỉ các trường công lập vắng học sinh đến trường, nhiều trường tư thục cũng vẫn cho học sinh học trực tuyến để nghe ngóng diễn biến của dịch bệnh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau một tuần triển khai, Sở sẽ đánh giá về công tác trở lại trường học của học sinh lớp 12, những bất cập phát sinh trong tuần học đầu tiên mà các trường đang gặp phải sẽ có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Thưa quý vị, sau đây là thông tin cập nhật về số ca nhiễm COVID-19 mới tại nước ta. Theo Bộ Y tế, thì trong 24 giờ qua, toàn quốc vẫn ghi nhận nhiều ca nhiễm mới. Tính từ 16 giờ ngày 11 tháng 12 đến 16 giờ ngày 12 tháng 12, Việt Nam ghi nhận thêm 14.638 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 17 ca nhập cảnh và 14.621 ca ghi nhận trong nước. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 228 ca tử vong do COVID-19. Hiện tổng số ca tử vong là 27.839 ca. Trong ngày có thêm 1.295 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 1.413.051 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.054.720 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời
tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, hiện nay sự phục hồi kinh tế Việt Nam đang ở dạng hình chữ U thay vì chữ V như nhiều nước trên thế giới. Theo dự báo, thì năm 2022, nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nếu không có những gói hỗ trợ tài chính đặc biệt, kinh tế trong nước có thể sẽ bị lỡ nhiều cơ hội và có khả năng tụt hậu. Để thúc đẩy tiêu dùng, tăng cường sự ổn định cho nền kinh tế trong năm tới, việc xây dựng chính sách phải khả thi và thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả. Về chính sách tiền tệ, cần hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất vốn vay từ 0,5 đến 1% với đối tượng vay là doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ gia đình và người dân. Trong dài hạn cần hỗ trợ gia đình, doanh nghiệp bằng chính sách tài khoá hợp lý, đồng thời giúp người dân bằng tài chính để họ có thể tự buôn bán hoặc làm việc. Các biện pháp tài khoá cần chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp, từ hỗ trợ về tài chính sang hỗ trợ về cơ chế. Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, việc thu hẹp dần các chính sách tài khoá và tiền tệ của các nước trong năm 2022 do tác động của biến chủng mới Omicron cũng sẽ làm giảm dần dư địa thời gian của Việt Nam nếu Việt Nam không thực hiện nhanh những chính sách hỗ trợ, đặc biệt là trong ngắn hạn. Hôm nay, tỉnh Thanh Hóa đã khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn-Hoàng Hóa với tổng mức đầu tư là 2.242 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua ba huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, trong đó phần đường được đầu tư xây dựng mới với chiều dài là gần 24 km. Dự án có 3 cầu lớn gồm cầu Lạch Sung, cầu Nam Khê, cầu Lạch Trường và một cầu nhỏ Mỹ Liên. Dự kiến đến tháng 12 năm 2024, dự án sẽ hoàn thành và kết nối toàn tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Đây sẽ là trục giao thông ven biển quan trọng có chức năng bảo đảm an ninh quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh ven biển phía Bắc, vùng Bắc Trung Bộ nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021-2025 và cam kết của Việt Nam tại COP26, sáng nay tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ ra quân trồng cây rừng ngập mặn ứng phó biến đổi khí hậu. Với đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, Khánh Hòa đặt mục tiêu trồng hơn 12 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh để góp phần xây dựng Khánh Hòa xanh sạch đẹp, tạo cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, tạo môi trường trong lành, đáng sống. Chương trình trồng cây rừng ngập mặn là một hoạt động rất có ý nghĩa nhằm lan tỏa mạnh mẽ thông điệp và hành động chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, rừng ngập mặn còn được coi là bức tường xanh chắn sóng, là giải pháp mềm trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Dù không nằm trong vùng rốn lũ như các địa phương ở hạ du sông Vu Gia Thu Bồn, nhưng 3 năm trở lại đây, người dân thành phố Tam Kỳ vẫn phải sống chung với ngập lụt. Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Nam đang tìm các giải pháp phù hợp để chống ngập lụt cho thành phố Tam Kỳ và vùng phụ cận. Cuối tháng 10 vừa qua, đợt mưa lớn kéo dài 3 ngày đã làm hơn 4.000 ngôi nhà tại thành phố Tam Kỳ ngập sâu trong nước. Không chỉ ngập các khu, điểm dân cư, các tuyến đường giao thông cắt giữa thành phố và quốc lộ 1A cũng bị ngập sâu, khiến cuộc sống người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đảo lộn. Ở đây là Nam Hồ, nếu mà mưa đến mùa mưa lũ là coi như nước mưa to là nước vô nhà, coi như lớn lên đường thì ngập hết, nhà vô khoảng cứ 6 tắc, còn chuẩn bị chiếc thuyền để mình phương tiện đi ra đi vô. Có nhiều nguyên nhân khiến thành phố Tam Kỳ bị ngập sâu, tuy nhiên, do đầu tư xây dựng không đồng bộ, nhiều đường giao thông qua sông khi chưa xây dựng, chưa tính đến các khẩu độ lưu vực thoát lũ đã gây cản trở dòng chảy, khiến hơn 145.000 người dân thường xuyên bị ngập lụt. Đồng thời, nước từ trên huyện Phú Ninh và vùng Nam huyện Thăng Bình đổ về, cộng với nước sông bên ngoài dâng cao nên việc thoát nước càng khó khăn. Ngoài những cái giải pháp như vậy thì chúng ta nên giữ được các cái khu trữ tự nhiên, bảo tồn các khu trữ tự nhiên như là hồ sông Đầm và các cái vùng hà lưu ven sông Tam Kỳ, Bàn Thạch cũng như sông Trường Giang. Chúng ta tránh trường hợp chúng ta quy hoạch và san lấp ở những cái vùng đó thì nó sẽ ảnh hưởng nó rất là lớn đến cái mực nước của sông Tam Kỳ, Bàn Thạch. Chúng tôi đang phối hợp với Đại học Bách khoa Đà Nẵng và các đơn vị liên quan để sớm sơ bộ đánh giá được cái nguyên nhân gây nên cái
ngập lụt thành phố Tam Kỳ trên cơ sở đánh giá tổng thể và toàn diện các cái lưu vực có liên quan. Bên cạnh cái đề tài đó thì chúng tôi cũng làm việc với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Châu Á. Trong quá trình họ tài trợ cho các cái dự án phát triển của tỉnh Quảng Nam thì chúng tôi cũng đề cập vấn đề này để họ đưa ra những cái tư vấn độc lập của quốc tế đánh giá cái nguyên nhân ngập lụt của Tam Kỳ và cái giải pháp để khắc phục cái tình trạng ngập lụt đó. Nhiều chuyên gia cho rằng bên cạnh đẩy nhanh nghiên cứu khoa học để tìm giải pháp phù hợp, tỉnh Quảng Nam cũng cần hoàn thiện quy hoạch chung của tỉnh. Trong đó, quy hoạch vùng Đông cần tính toán các giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục tình trạng ngập lụt, đặc biệt cần xây dựng đề án để thành phố Tam Kỳ thích nghi với lụt nhưng không ảnh hưởng đến đời sống cũng như trật tự xã hội. Thưa quý vị, Đắk Lắk là địa phương có diện tích rừng khoảng 437.000 ha, trong đó có hơn 227.000 ha rừng đặc dụng. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, nhu cầu biên chế công chức của đơn vị này là khoảng 330 người. Tuy nhiên, số lượng công chức hiện nay mới chỉ có 223 người. Trong khi nguồn nhân lực kiểm lâm đang thiếu hụt thì xảy ra tình trạng lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng xin nghỉ do chế độ chính sách còn bất cập, khiến nhiệm vụ giữ rừng trở nên khó khăn. Được giao quản lý 27.000 ha rừng, hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên ESO tỉnh Đắk Lắk là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ diện tích rừng này. Dù thường xuyên đối mặt với nguy hiểm và xung đột, tuy nhiên hầu hết nhân lực tại đây đều không thuộc biên chế lực lượng kiểm lâm nên các chính sách đãi ngộ rất hạn chế. Địa hình là phức tạp, sông suối nhiều, lâm tặc ở đây rất manh động, họ có thể chống trả lại chúng tôi ở bất cứ hoàn cảnh nào. Công chức kiểm lâm sẽ được hưởng chế độ chính sách như là lực lượng vũ trang. Đối với lại lực lượng bảo vệ rừng của chúng tôi thì coi như là anh em cũng đã từng bị các đối tượng bắn và đâm nhiều nhát vào người. Nhưng về thì sau này cũng không có cái chế độ gì cả. Nên là đã rất nhiều đồng chí xin nghỉ việc. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, hiện số lượng công chức kiểm lâm trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao là 33 người. Để giải quyết trước mắt việc thiếu hụt nhân lực, ngành kiểm lâm tiến hành tuyển nhân viên hợp đồng lao động ngắn hạn, nhưng theo quy định không cho phép những hợp đồng này làm công tác chuyên môn. Chỉ có phát hiện là chính và lập biên bản ban đầu và bàn giao các cơ quan chức năng trong cái điều kiện công tác rất là khó khăn ở trong rừng. Với trách nhiệm như vậy nhưng mà cái quyền hạn nó hạn chế mà cái lương bổng thì rất là thấp. Bình quân bây giờ từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Hiện nay lực lượng quản lý bảo vệ rừng bỏ việc rất là nhiều. Từ năm 2016 đến nay, tổng số vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là hơn 6.700 vụ. Nếu không sớm điều chỉnh cơ chế, chính sách bảo vệ rừng hợp lý, thì lĩnh vực này thời gian tới sẽ còn gặp nhiều khó khăn nữa. Phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Sáng nay tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai và khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên khu di tích. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ những công lao to lớn của các bậc sinh thành, của gia đình và các dòng họ bên nội, bên ngoại của người đã sinh ra, nuôi dưỡng, giáo dục con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến sân bay quốc tế Incheon, thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc. Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Đại Hàn Dân Quốc, thể hiện sự chủ động, tích cực trong công tác đối ngoại của Quốc hội, góp phần triển khai đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước nói chung. Từ ngày mai 13 tháng 12, học sinh lớp 9 và 12 ở thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang học trực tiếp. Cùng với đó, các tỉnh thành phố như Thừa Thiên Huế, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng cũng bắt đầu cho học sinh một số cấp đi học trở lại. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.